Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Đặng Xuân Phương phát biểu, đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung, đoàn Hải Dương chuẩn bị. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa Quốc hội. Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội đang diễn ra với sức nóng không chỉ đến từ cái nắng hè gay gắt ở thủ đô lúc này, mà tất cả các vị đại biểu Quốc hội ngồi đây đều có thể cảm nhận được nó trong sự trông đợi của cử tri và nhân dân cả nước về những việc cần làm và phải làm khẩn trương hơn, quyết liệt hơn của hệ thống chính trị. Đó không chỉ là đòi hỏi đến từ công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, là yêu cầu phải khắc phục cho được những bất cập hạn chế trong tổ chức thực thi pháp luật, là tính cấp thiết phải vượt qua được căn bệnh né tránh, sợ trách nhiệm, thói vô cảm đang có xu hướng lan nhanh trong nền công vụ. Nhưng điều cấp bách và thuyết phục nhất lúc này, theo tôi, chính là đường lối giải quyết đúng đắn bài toán kinh tế của đất nước. Làm sao để việc thực thi các chính sách kinh tế xã hội phải được cân nhắc hợp lý giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả kinh tế xã hội của Chính phủ đã cho thấy tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường. Nền kinh tế thế giới đang hoạt động ở mức dưới tiềm năng do tác động từ những cú sốc toàn cầu như dịch bệnh COVID kéo dài, cuộc xung đột quân sự ở Ukraine dẫn đến khủng hoảng năng lượng và đứt gãy các chuỗi cung ứng. Xét trên bình diện toàn cầu, tổng cầu thế giới đang ở mức rất thấp. Đơn hàng giảm mạnh buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh lại quy mô sản xuất, cắt giảm sản lượng và chi phí thuê nhân công. Thu nhập của các hộ gia đình do đó cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều đáng lo ngại với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, vốn dựa vào nhân công giá rẻ là không chỉ các đơn hàng phi thiết yếu như dịch vụ du lịch giảm mạnh, mà ngay cả lượng đơn hàng của các mặt hàng thiết yếu như giày dép, quần áo, nông sản chất lượng cao cũng giảm theo. Qua thảo luận tại tổ, chúng tôi thấy rằng việc hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,5% trên năm đã được nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn, trăn trở và điều đó là hoàn toàn chính đáng. Liệu các giải pháp như tiếp tục tăng quy mô tín dụng, giảm lãi suất ngân hàng, nhất là đối với doanh nghiệp của ngành bất động sản và các ngành hàng hướng đến xuất khẩu có thể giải quyết được một cách căn cơ vấn đề đầu ra cho hàng hóa, dịch vụ của nước ta lúc này hay không? Theo thông tin từ một báo cáo của Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, thì khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt lúc này là vấn đề đơn hàng chiếm 59,2%, sau đó mới đến khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay chiếm 51,1%, còn những khó khăn về thủ tục hành chính và đáp ứng các quy định của pháp luật thì chiếm 45,3%. Ở đây, chúng tôi cho rằng trong công tác chỉ đạo điều hành vĩ mô của Chính phủ, cần kiên trì quan điểm đã được Đảng ta đề ra trong văn kiện Đại hội 13, đó là tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại nâng cao hiệu quả đầu tư, nhất là đầu tư công, cơ cấu lại phát triển lành mạnh các loại thị trường, nhất là thị trường các yếu tố sản xuất, để huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Trong đó, quan trọng nhất là cơ cấu lại thị trường bất động sản, đất đai và các tài nguyên khác theo hướng sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Cụ thể, trong nội bộ của từng ngành cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ví dụ, thời gian vừa qua, nền kinh tế có sự đóng góp đáng kể của ngành xây dựng và bất động sản, chiếm trọng số rất cao trong cơ cấu kinh tế của nhiều địa phương. Nhưng dòng chảy của vốn đổ quá nhiều vào phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng lại lệch pha so với nhu cầu thực tế về phát triển du lịch, trong khi các điều kiện hạ tầng khác thì chưa thể đáp ứng được ngay một sớm một chiều. Việc các ngân hàng thắt chặt tín dụng là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều nhà đầu tư mải mê với cuộc chơi bất động sản nghỉ dưỡng, trong khi nhu cầu thực về nhà ở và các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, phục vụ cộng đồng, đáp ứng đông đảo người dân, đặc biệt là các tầng lớp công nhân, công chức, viên chức, người lao động ở văn phòng thì chưa được quan tâm đúng mức. Đại dịch COVID đi qua cũng định hình lại cách thức cung cấp dịch vụ và tiêu dùng của các hộ gia đình. Người dân nước ta đã có thói quen mua bán qua mạng, các lớp học online trở nên phát triển, khiến tri thức được phổ biến rộng rãi. Chính phủ cũng đang khẩn trương thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng viễn thông. Nhiều dịch vụ công trực tuyến đã tạo ra khí thế mới và quan trọng hơn là tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho người dân. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều nông dân ở các vùng cao đã có thể bán các sản phẩm nông nghiệp sạch như mật ong, cà phê, thực phẩm bổ dưỡng cho khách hàng ở các thành phố lớn mà không cần qua bất kỳ một trung gian thương mại nào. Tất cả chỉ cần dựa trên một chiếc điện thoại di động. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử ngành thương mại nước ta. Tự chung lại, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tất cả các ngành đang là đòi hỏi tất yếu, như chính tốc độ giao thương hàng hóa đang trở nên nhanh hơn, buộc từng hộ gia đình, từng người dân phải khẩn trương, linh hoạt hơn, chủ động hơn thông qua việc tự học để làm chủ công nghệ trên Internet, tăng năng suất lao động hơn cao hơn nữa nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong một cuộc chơi tầm cỡ toàn cầu.
Từ những vấn đề nêu trên, tôi xin có một số kiến nghị như sau. Một, trên cơ sở dự báo kinh tế, cần có khuyến cáo để các doanh nghiệp và hộ gia đình chủ động hạn chế đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, cần tổ chức lại sản xuất theo hướng sử dụng lao động luân phiên, hạn chế việc sa thải đột ngột gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người lao động, xây dựng hệ thống chỉ tiêu cảnh báo đối với các ngành nghề dư thừa năng lực có nguy cơ suy thoái trong dài hạn. Hai, thời gian tới cần tập trung nguồn lực cho giải quyết nhu cầu ăn ở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và nhu cầu học tập cho tầng lớp công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là của những người trẻ tuổi mới đi làm, qua đó góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội. Ba, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ở cấp doanh nghiệp và các cấp chính quyền địa phương theo lộ trình và mục tiêu có sự kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng tự phát, đẩy mạnh việc đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Bốn, đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công cho các cơ sở hạ tầng quốc gia như các công trình giao thông vận tải trọng điểm, đồng thời quan tâm hơn đến đầu tư cải tạo, nâng cấp kết hợp đầu tư mới các thiết chế văn hóa thể thao, hệ thống y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu của các khu vực có quy mô liên xã. Năm, đặc biệt quan tâm thực thi chính sách thúc đẩy học tập suốt đời để tạo ra cơ hội sáng tạo việc làm mới cho người dân, nhất là bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra thách thức cho các nước đang phát triển. Theo đó, các nước có lợi thế về công nghệ và vốn sẽ quay trở lại đầu tư vào chính quốc gia mình trên cơ sở áp dụng công nghệ nhà máy thông minh thay vì đầu tư sang các nước có lợi thế về nguồn lao động. Cuối cùng, bối cảnh thế giới đã và đang đòi hỏi chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội để tự thay đổi chính mình. Nếu buộc phải có sự cân nhắc giữa việc bằng mọi giá hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng như đã đề ra của năm 2023 so với việc chấp nhận một mức tăng trưởng thấp hơn trong ngắn hạn để đổi lấy sự phát triển bền vững, có tính cạnh tranh cao về chung và dài hạn, tôi tin rằng cử tri và nhân dân cả nước sẽ ủng hộ điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin trân cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung phát biểu đại biểu Trần Thị Vân, Bắc Ninh chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội. Trước hết, tôi xin bày tỏ sự nhất trí và đánh giá cao với báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tôi xin được thảo luận về hai vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất đó là bảo đảm quyền an sinh xã hội cho người lao động. Có thể thấy, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua đã làm cho thị trường lao động Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề, tình trạng sụt giảm sản xuất của các doanh nghiệp dẫn đến hàng trăm ngàn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm, nhất là tại các khu công nghiệp, gây ảnh hưởng tới đời sống và quyền an sinh xã hội của người lao động. Mất việc làm có thể được xem là một trong những rủi ro lớn nhất, bởi lẽ khi đó, người lao động rất dễ bị tổn thương do mất đi nguồn thu nhập chính, mất đi cơ sở kinh tế cần thiết để ổn định cuộc sống cho bản thân và cho cả những người phụ thuộc vào họ, như trẻ em hay là người già không còn sức lao động. Họ không còn hoặc khó có khả năng chi trả cho các nhu cầu thiết yếu như chăm sóc sức khỏe, y tế, lương thực, thực phẩm, v.v. Hơn nữa, khi rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp, họ còn có nguy cơ đối mặt với những áp lực, thậm chí là khủng hoảng về tinh thần và có thể dẫn tới những hành động tiêu cực, ảnh hưởng không chỉ tới bản thân và gia đình họ mà còn kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội như bạo lực, bỏ học hay là tệ nạn xã hội. Tôi tự hỏi, nếu người lao động đột ngột bị mất việc làm, bị giảm giờ làm, bị cắt giảm các khoản phúc lợi hoặc mất đi tiền lương hàng tháng, trong tình huống đó, nếu an sinh xã hội của người lao động không được bảo đảm tốt, nếu họ không được bù đắp cho thu nhập bị giảm sút, nếu trợ cấp thất nghiệp không đủ chi trả cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, thì phản ứng của họ sẽ ra sao? Ngừng việc và đình công có xảy ra hay không? Liệu rằng chính phủ đã dự liệu những giải pháp kịp thời và dài hạn cho những rủi ro đó hay chưa? Bởi điều này không chỉ ảnh hưởng tới doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng tới cả nền kinh tế quốc gia. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Thủ tướng Chính phủ, tại thời điểm này, người dân và doanh nghiệp đang rất cần những quyết sách thiết thực để duy trì và bảo đảm an sinh xã hội. Ngoài việc cần thiết tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội theo hướng xử lý kịp thời và hiệu quả các rủi ro, người làm chính sách cần đặt người lao động ở vị trí trung tâm của chính sách và lấy quyền an sinh xã hội của họ làm tiêu chí đánh giá chất lượng và hiệu quả của chính sách khi đi vào thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, chính phủ nên nghiên cứu và triển khai xây dựng quỹ dự phòng an sinh xã hội với tầm nhìn dài hạn nhằm hỗ trợ người lao động mất việc làm, ứng phó với những khó khăn rủi ro đột ngột. Việc thiết lập quỹ dự phòng sẽ góp phần giảm tải gánh nặng cho các quỹ an sinh xã hội truyền thống như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế. Qua đó bảo đảm tốt nhất quyền lợi và lợi ích của người lao động, góp phần củng cố mức độ an toàn và bền vững của hệ thống an sinh xã hội nước ta. Vấn đề thứ hai tôi muốn nhắc đến đó là giáo dục giới tính trong trường học. Như chúng ta đã biết, những hệ lụy đáng tiếc, đau lòng của quan hệ tình dục tuổi vị thành niên không phải là câu chuyện mới.
Nhưng một lần nữa, các vụ việc trẻ vị thành niên mang thai và sinh con gây xôn xao dư luận gần đây lại khiến chúng ta phải đặt câu hỏi, liệu giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên đã được chúng ta quan tâm hay chưa? Mang thai ở tuổi thành niên không chỉ đơn thuần là một vấn đề sức khỏe, mà điều này còn làm mất đi nhiều cơ hội học tập, lựa chọn của các em trong cuộc sống. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, thì nội dung giáo dục giới tính cũng được đưa vào các môn học, học chính thức, bắt buộc, lồng ghép trong chương trình môn học tự nhiên xã hội từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 và chương trình môn khoa học lớp 4, lớp 5. Ở bậc trung học cơ sở, nội dung này ở cuối chương trình sinh học lớp 8. Tuy nhiên, nội dung vẫn còn mỏng, kiến thức mới dừng lại ở lý thuyết, giáo viên còn lúng túng trong việc triển khai dạy, học sinh mới chỉ hiểu chứ chưa áp dụng để được bảo vệ bản thân mình. Bên cạnh đó, việc chia nhỏ và đưa nội dung giáo dục giới tính lồng ghép vào những môn học khác nhau khiến người học không thể tổng hợp những điều mang tính khái quát vào hành vi cụ thể. Ví dụ như, khi tiếp cận bài học giáo dục giới tính thì học sinh sẽ lĩnh hội và trả lời được các câu hỏi như quan hệ tình dục là hành vi như thế nào, quan hệ tình dục an toàn bằng cách nào, tôi có nên quan hệ tình dục hay không, khả năng mang thai ra sao và muốn phòng tránh như thế nào. Tuy nhiên, cách tiếp cận này thì vẫn còn chung chung và mờ nhạt, thậm chí là bị né tránh. Vì vậy, khi Bộ Giáo dục xây dựng nội dung chương trình giáo dục giới tính, dù là chính khóa, ngoại khóa hay là lồng ghép, thì điều quan trọng là phải xây dựng thế nào cho đầy đủ. Bởi nếu chỉ gắn vào nội dung chủ đề môn học chính, nói qua thì không hiệu quả, thậm chí giáo dục không đến nơi đến chốn sẽ gây tò mò. Có nên chăng Bộ Giáo dục cân nhắc xem xét đưa giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản thành một môn học độc lập, có chương trình riêng, giáo trình riêng, nội dung được thiết kế phù hợp theo sự phát triển của từng lứa tuổi ở mỗi bậc học. Ngoài giáo trình chuẩn, khoa học, người đứng lớp phải là chuyên gia có kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn, giải thích cụ thể rõ ràng những thắc mắc của học sinh. Có như vậy, giáo dục giới tính mới hiệu quả cao nhất. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu.